Hà Nội nóng như thế này, làm vài món mát mẻ như này có phải ngon không? Hỡi những anh em chưa ngủ, không thể để cái bụng biểu tình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một quán phở cuộn tôm ăn cực sướng. Em ăn đêm lo béo á, ăn này này đố béo được ấy, nhìn mình thì biết. Trong chiếc phở cuộn này sẽ có tôm này, chả này, phở này, rau xà lách này, rau mùi tàu này, cà rốt và rau húng quế anh em ạ. Vừa mát vừa dễ tiêu anh em ạ, lại còn xanh ruột. Cái nước chấm này pha rất là vừa anh em nhé, nó hơi ngọt một tí. Nếu như anh em bảo phở cuốn chỗ nào cũng như nhau thì anh em nhầm. Anh em thử quán này một lần nhé, đảm bảo không làm anh em thất vọng.